Xin chào các bạn, đây là món bánh phồng hoàn toàn bằng nguyên liệu chính là khoai tây và bột bán. Rất là tốt cho sức khỏe và mọi người thấy nó rất là giòn và đặc biệt là toàn bằng khoai tây. Và giờ để làm cái món này thì nguyên liệu chính của mình sẽ gồm có là 200 g bột bán. 200 g bột bán này mình đã ngâm cho nó nở. Nở thật là nở như thế này. Nở hoàn toàn luôn, là mình sẽ ngâm 4 5 tiếng nó mới nở hoàn toàn như vậy. Đây là bột bán mình chỉ dùng 200 g và 150 g khoai tây. Nguyên liệu chính của mình cũng là khoai tây nha. Và một ít bột năng và một ít tiêu, rất là đơn giản luôn. Mình sẽ vo sạch cái bột bán này trước cho thật sạch, còn khoai tây này giờ mình sẽ đi gọt khoai tây này ra. Và giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi, mình cho vào đây một ít nước, bắt lửa lên mình cho hết cái bột bán này vô và bắt lên bếp nấu cho bột bán nó nở ra luôn. Giờ thì mình sẽ cho vào đây một ít muối, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê bột ngọt. Có thể nêm thêm một ít đường. Giờ mình sẽ bắt lên bếp ha. Giờ đây là phần khoai tây. Phần khoai tây của mình đã gọt vỏ và bào sợi như thế này ha. Một lát khi mình nấu sôi chín thì mình sẽ cho phần khoai tây đó vào. Bột bán khi đã sôi và trong rồi, bắt đầu mình sẽ cho cái phần khoai tây vô ha. Phần khoai tây thì mình lấy giá mình bỏ vô, mình đổ vô. Hốt khoai tây, cho khoai tây vô, sau khi khoai tây nấu chín thì mình sẽ cho luôn cái phần tiêu. Sau khi cho hết khoai tây vô thì mình cũng cho luôn cái phần tiêu. Rồi giờ mình sẽ nấu cho sôi lên, mình sẽ đi pha bột năng. Bột năng thì mình sẽ pha nước vô để một lát mình cho vô đây, cho nó đặc đặc và kẹo kẹo lại. Rồi giờ thì mọi thứ đã chín hoàn toàn hết rồi, mình sẽ cho cái phần bột năng của mình vô. Bột năng nè, mình cho từ từ, trong lúc cho thì cái tay của mình sẽ quậy lên như thế này để cho nó đừng có bị bắn cục nha. Đổ bột năng vô để cho nó kéo sền sệt lại, một lát nữa mình sẽ dễ làm hơn. Rồi sau khi quậy bột năng lên đều chín hết thì mình sẽ tắt bếp. Và giờ thì khi mọi thứ là mình đã nấu chín rồi, mình sẽ dùng một cái bọc, như cái mâm như thế này để mình đem đi phơi đó. Và cái món này thì mình cũng làm trong cái tháng trời nắng nha. Lúc mà nó đang còn nóng như vậy á, mình sẽ đem đổ và phơi luôn, không phải chờ nguội. Giờ mình sẽ dùng một cái vòng như thế này để mình tạo một cái hình tròn. Và nếu các bạn không có cái này chứ, cái này thì mình cắt cái từ cái nắp nè, mình cắt ra. Nếu không có thì mình sẽ dùng cái gì màu trời, hình tròn hoặc hình vuông hay hình gì thì tùy thích nhé. Mình sẽ có một cái khung, để mình đổ tạo hình. Và giờ thì các hỗn hợp của mình nó phải đặc và nó sền sệt như vậy. Nó còn đang rất là nóng, mình sẽ đổ luôn. Rồi chờ trong lúc này trời đang nắng thì mình sẽ đem ra mình phơi luôn như thế này để cho nó mau khô, với tốc độ nóng của nó sẽ mau khô hơn. Mà nó rất là dẻo luôn. Và giờ thì ở đây mình đã đổ trước một cái thử rồi ha, mình sẽ để cái khuôn tròn này. Nếu mình có cái khuôn nó thì nó dễ hơn, ở đây mình không có, mình dùng cái nắp thì nó hơi khó. Mình sẽ múc một giá như vậy, mình đổ vào trong đây. Mình đổ vừa thôi.
đừng có đổ dày quá, mình phơi nó rất là lâu khô. Rồi giờ mình sẽ dở ra đó, mình đã có một cái hình tròn ha. Rồi tới tiếp cái thứ hai mình cũng sẽ làm giống như vậy. Rồi bắt đầu tiếp theo mình sẽ làm rồi. Và giờ thì mình sẽ đem ra ngoài nắng mình phơi cho thật là khô luôn. Sau khi nắng gắt mình phơi được 2 ngày thì cái món của mình nó khô như vậy luôn nè, nó khô đến rất là trong, mình nhìn nó rất là trong luôn. Giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên mình đem đi chiên coi cái thành phẩm của mình nó như thế nào ha. Các củ khoai tây của mình nó giờ nó đã phơi khô rồi thì nó trong như thế này, nhìn nó rất là đẹp luôn. Rồi để chiên cái món này á, chiên nó rất là dai luôn. Rồi để chiên cái món này thì mình phải nhận xuống như thế này ha. Rồi mình lấy ra liền để không thôi á, dầu của mình á là nó không có được nóng quá như mình chiên cái bánh phồng gạo. Bánh phồng gạo á thì cái dầu nó phải nóng, còn cái món này thì dầu của mình không có dặn lửa, trong cái lúc dầu nóng rồi thì mình sẽ không có dặn đi thêm lửa nữa. Giờ thì sau khi hoàn thành phẩm của mình đã chiên có gì hoàn toàn hết rồi, là mình đem ra để dùng để tiếp khách nhé. Và rất là ngon luôn, cái mùi nó rất là thơm. Bây giờ mình sẽ dùng thử như thế để như thế nào ha. Nó vừa giòn mà nó lại mặn mặn, với cái mùi nêm của mình nó giống như là một cái bánh phồng, và đặc biệt nhất là cái mùi khoai tây các bạn cũng thích. Để do các bạn nào mà thích ăn khoai tây, thích dùng cái món khoai tây đó ha. Và hôm nay thì mình sẽ làm cái món này vừa đơn giản vừa dễ làm, nó không có khó như là mình phải làm một cái món khoai tây lát xác khoai tây, nó sẽ khó hơn. Và hôm nay thì nó rất đơn giản dễ làm mà đặc biệt lại rất là ngon luôn. Đảm bảo các bạn dùng một lần vậy là kiêng luôn á. Và nếu các bạn thấy thích thì đừng quên like và đăng ký để cập nhật video tiếp theo của Hiếu Quỳnh nha, Nhật ký gia đình. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha. Bye bye. Đây là một món bánh phồng làm hoàn toàn làm 100% từ khoai tây và bột quán, rất là giòn, vừa thơm ngon, dễ tiếp khách và lại đẹp mắt nữa. Và cách làm rất đơn giản và dễ, nhưng để làm cái món này cho ngon thì đặc biệt mình phải có một trong cái tháng nắng nắng rất là gắt nha, mình sẽ phơi trong 2 ngày thì cái món của mình nó sẽ thành công hơn. Cái này gắt hơn. Và mình khi mình phơi thì nó sẽ trong lại như thế này luôn, nó rất là trong và rất là khô. Cái bánh của mình nó càng khô quá thì mình phơi càng khô, mình chiên nó sẽ càng giòn và ngon, dễ hơn. Và đặc biệt mình không sợ phải bị ngán nữa, bởi vì nó rất là kích thích cho cái món ăn mà mình ăn toàn là khoai tây và bột bán thì nó cũng không kém phần hấp dẫn và lại rất là ngon luôn, thơm cái mùi khoai tây rất là đặc biệt. Nhớ ủng hộ mình để cập nhật thêm những món ăn ngon nha các bạn, rất là giòn luôn á, mình nhai thử đi.